Vì lúc đó chị đi qua nước ngoài á, với một cuộc hôn nhân đầu thì không có con. Đến cuộc hôn nhân thứ hai chị mới có con. Rồi vui lắm, tại vì vậy nè, tại anh thích con gái. Dạ. Anh nói bây giờ em giỏi á, thì em sanh cho anh một đứa con gái đi rồi anh thưởng. Thế là chị sanh đứa con gái liền chứ bộ. Nhưng mà vì lý do sao mà hai người lại đổ vỡ? Ảnh hư. Ảnh ăn vụng đi là chị không chấp nhận. Con không muốn lập gia đình á. Xong rồi con thấy nhiều người xung quanh kiểu hôn nhân cũng không hạnh phúc á, thì con thấy là để làm gì, để đau khổ, để làm gì thì con thấy là sống một mình vẫn được. Nếu mà không có gia đình thì con thấy cuộc sống nó sẽ nhẹ hơn, thoải mái hơn. Có bao giờ con thấy mẹ buồn không? Dạ có. Những cái lần đó là thì con thấy mẹ khóc. Thì con đã từng chứng kiến những cảnh như vậy rồi.